Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào bếp để làm một món ăn mà mình không nghĩ rằng là mình lại nhận được nhiều cái câu hỏi của các bạn như vậy. Đó chính là món thịt quay giòn bì. Thế ra thì mình thấy rằng là có rất là nhiều clip cũng như là rất là nhiều bài viết để hướng dẫn món ăn này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ làm thử theo cái công thức với cái cách nhà mình hay làm để chia sẻ tới các bạn nhé. Đây là những nguyên liệu để chúng ta làm món thịt quay này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một miếng thịt ba chỉ rút sườn. Bên cạnh đấy thì là những cái loại gia vị rất là phổ thông mà mọi người có thể dễ kiếm. Ở clip này thì mình sẽ chia sẻ hơi kỹ một chút. Để làm món ăn này ngon nhất thì các bạn nên chọn cái phần thịt ba chỉ rút sườn. Và ở đây này, đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Nó phân tách lớp ra như thế này. Và cái lớp mỡ của nó ở bên dưới nó rất là mỏng. Đó. Với như là món thịt quay thì các bạn chọn những cái miếng thịt như thế này thì cái tỷ lệ thành công thứ nhất là nó cao hơn, cái thứ hai là khi mà ăn ấy thì nó cũng ngon hơn. Miếng thịt này thì ở đây của mình có định lượng là khoảng tầm 1 cân 3, và mình đã rửa sạch sẽ rồi, mình đã rửa với cả nước muối nữa. Với những bạn nào mà để thịt đông lạnh ấy, thì các bạn chú ý là muốn làm món ăn này thì chúng ta phải cho thịt giã đông hoàn toàn. Giã đông hoàn toàn mọi người nhá, đây nó phải mềm như thế này này thì chúng ta mới bắt đầu làm được. Bước đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ đi luộc sơ cái phần bì của miếng thịt. Các bạn chỉ cho một cái lượng nước vừa đủ để ngập cái phần bì của miếng thịt thôi nhá. Tiếp đến là mọi người sẽ cho vào đây một thìa canh giấm, 1/2 thìa canh muối. Khi nước đã sôi thì mọi người sẽ úp cái phần bì của miếng thịt xuống nhá. Chúng ta sẽ luộc sơ miếng thịt này trong khoảng từ 2 đến 3 phút nhé. Đây là miếng thịt sau khi mà các bạn luộc này. Đó, cái bì nó sẽ săn lại như thế này. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng cho mình giấy ăn và các bạn sẽ thấm thật là khô cái phần bì này đi nhá. Các bạn sẽ sử dụng từ 4 đến 5 que xiên nhọn và sau đấy thì chúng ta sẽ xâm cái phần da heo, cái phần bì heo. Các bạn sẽ chọc xuống này, nhưng mà mọi người chú ý cho mình nhá là chúng ta không chọc quá mạnh để kiểu như nó thủng như kiểu mình làm thịt xiên ấy. Và các bạn chỉ chọc xuống làm sao cho cái phần xiên que này này nó xâm vào cái da của cái miếng thịt này thôi. Sau quá trình mà các bạn đâm ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mỡ ở phía dưới bì nó cũng sẽ chảy lên. Cho nên là mọi người sẽ tiếp tục dùng giấy và mọi người lau cho mình thật khô cái bề mặt của miếng thịt nhá. Tiếp theo là mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một cái khay này. Sẽ cho vào đây 1/2 thìa canh muối, 2 thìa giấm gạo. Rồi sau đó thì mọi người sẽ úp cái phần bì heo mà chúng ta đã chọc vào cái hỗn hợp giấm với cả muối này nhá. Mọi người sẽ để cho cái miếng thịt này nghỉ ở trên cái hỗn hợp giấm muối này trong khoảng tầm 15 phút để cho cái phần giấm với cả phần muối nó thấm qua bì, nó thấm qua cái lỗ mà lúc nãy chúng ta vừa châm ấy. Với phần sốt ướp thịt ý, thì thực tế là ở ngoài hàng thì mình thấy rằng là họ có rất là nhiều nguyên liệu và mỗi cửa hàng thì họ sẽ có những cái bí quyết riêng, cái định lượng riêng để làm sao cho cái miếng thịt của họ có được những cái đặc trưng. Nhưng mà ở đây ý, để kiếm đủ tất cả những cái nguyên liệu ướp như thế thì mình sẽ thấy khá là khó, cho nên là mình sẽ chỉ sử dụng những cái nguyên liệu cơ bản, nhưng mà thành phẩm cho ra thì vẫn rất là ngon. Mình sẽ nói kỹ cái phần nguyên liệu ướp này một chút. Thì ở đây chúng ta sẽ có ngũ vị hương với cả hạt tiêu, thì hai cái này rất là phổ biến và quen rồi cho nên mình sẽ không nói nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ có dầu hào, và nhà mình thì hay sử dụng cái hãng dầu hào này, Li Cương Ki. Cái này là hình như là của Trung Quốc, phải của Hồng Kông. Một trong những cái nguyên liệu rất là quan trọng đấy là cái xì dầu đặc biệt này, cũng cùng cái hãng này luôn. Cái xì dầu đặc biệt này này nó sẽ rất là khác với cả cái xì dầu với cả cái nước tương mà mọi người hay ăn. Tại vì là cái xì dầu đặc biệt này, thứ nhất là nó sẽ sánh hơn, cái thứ hai nó có một cái vị rất là đặc trưng, và cái thứ ba ấy là nó sẽ giúp cái lên màu, nó không phải khác xì dầu nha mọi người. Và cuối cùng thì là hạt nêm này cũng rất là phổ biến rồi. Đó, mình chỉ sử dụng 5 cái loại gia vị đấy thôi. Đấy là bao gồm hạt tiêu này, ngũ vị hương này, dầu hào này, xì dầu đặc biệt và hạt nêm. Hạt nêm 1 thìa canh, hạt tiêu 1/2 thìa canh, ngũ vị hương 1/2 thìa canh, 1 thìa cà phê xì dầu đặc biệt, 1 thìa canh dầu hào. Sau đó thì mọi người sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nhá. Mọi người lót cho mình vài cái tờ giấy nhá, vài cái tờ giấy ở trên thớt. Sau 15 phút thì miếng thịt của chúng ta nó đã ngấm cái phần muối với cả phần giấm rồi. Các bạn sẽ lót nó lên cái giấy như này. Đấy, cái giấy ăn này cho nên nó dính ngay. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ không cắt rời hẳn miếng thịt ra nhé. Sau đó thì mọi người sẽ dùng tay mọi người ướp đều sốt lên trên miếng thịt. Nhưng mà mọi người chú ý là chúng ta không được để phần sốt này dính vào phần bì ở bên dưới nha. Sau đó thì các bạn sẽ dùng giấy bạc để
bọc cái miếng thịt này lại. Sau đấy thì chúng ta sẽ dùng cái phần giấm với cả phần muối mà lúc nãy chúng ta úp cái mặt ấy, chúng ta sẽ quét một lớp lên trên cái bì heo này. Trông hơi thủ công một chút, chúng ta sẽ hong cái miếng thịt này, hong cái phần bì này khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ trước quạt nha mọi người. Cái món ăn này muốn bì nó mà có thể giòn và nó nổ ấy, thì cái bì ở trên nó phải thật là khô. Các bạn hong như thế này trước quạt khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ nhá. Sau 1 tiếng hong khô thì mọi người có thể nhìn thấy là cái phần bì này nó đã rất là khô rồi, nó khô lắm. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đến một cái bước mà quan trọng không kém, đấy là chúng ta sẽ sấy cái phần bì lợn này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng nồi chiên không dầu nhé, các bạn có thể sử dụng lò nướng. Mình thì mình chưa dùng là kiểu quay bằng cách là dùng chảo dầu bao giờ, cho nên là mình cũng không rõ lắm. Với nồi chiên không dầu thì đầu tiên là chúng ta sẽ set nhiệt độ là 100 độ và 40 phút để chúng ta sẽ sấy hong cái phần bì này nhé. Nhìn chung thì mình thấy rằng là làm món ăn này thì không quá khó nhưng mà cũng tương đối là mất thời gian. Và ở mỗi bước ấy thì chúng ta cần làm chuẩn chỉ một chút ký của từ bước hong khô, thời gian hong khô, thời gian sấy, rồi một chút nữa thì là thời gian nướng nữa, thì các bạn sẽ thành công thôi. Đây mọi người ơi, sau 40 phút mình sấy thì mọi người sẽ nhìn thấy này, cái bì nó săn và nó khô lại. Mọi người sẽ thấy nó tươm mỡ ra như thế này nhá. Mà mọi người chú ý là mọi người sẽ tiếp tục lấy giấy, mọi người lau hết cái mỡ này đi cho mình. Nhớ một nguyên tắc, đấy là cái bì này nó phải thật khô thì nó mới nổ được mọi người nhá. Sau đó thì các bạn sẽ cho lại miếng thịt này vào lò. Chúng ta sẽ nướng 180 độ trong vòng 45 phút ha. Các bạn sẽ nướng thịt là 180 độ trong vòng 45 phút và đây chỉ mới là nướng lần 1 thôi. Các bạn sẽ điều chỉnh cái thời gian nướng ấy, với những miếng thịt nhỏ hơn thì các bạn có thể chỉ nướng khoảng tầm 30-35 phút. Nhưng ngược lại với những miếng to hơn thì các bạn phải nướng 1 tiếng, hơn 1 tiếng thì cái này chúng ta sẽ căn một chút nhá. Nhưng mà về cơ bản thì cái nhiệt độ nó sẽ là 180 độ C nha. Đây là phần thịt quay sau khi mà chúng ta quay lần 1 được 40 phút đấy mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cái da nó phồng rộp hết cả lên mà. Đấy, nó rất là cứng, nghe nó giòn ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ giấy bạc ra, chắt hết cái nước mỡ này đi, bỏ giấy bạc và chúng ta sẽ nướng lần 2 nhá. Mark ở đây là 205 và mình sẽ nướng 15 phút. Tùy vào cái việc các bạn thích ăn thì miếng thịt này nó khô ít hay khô nhiều ha. Đây cho mọi người thấy, đây là miếng thịt mà sau khi mà đã nướng xong nó rất là đẹp luôn ấy mọi người, và giòn nữa. Chắc hẳn đây là cái tiếng mà ai cũng muốn nghe này. Đó, mọi người có thể nghe được cái tiếng giòn của nó. Có một điều rất là đặc biệt nữa là cái bì ấy, nó vẫn còn gắn với cả miếng thịt chứ nó không bị bung ra. Rất là thành công luôn. Xin mời mọi người. Bì rất giòn, thịt ở bên trong ẩm mà không bị khô, thoang thoảng nhẹ mùi ngũ vị hương, rất là thấm các loại gia vị luôn. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ làm món ăn này và chúc các bạn thành công nhé. Và nếu như các bạn thích ý, thì hãy ở like này, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Bye bye.